Giây phút đang là không phải là những tình huống đang xảy ra, mà là không gian đầy tính nhận biết. Tôi thường dùng giây phút đang là để thay thế cho giây phút hiện tại. Giây phút đang là nói lên rõ ràng một chiều kích vượt thoát thời gian và gần với thực tại hơn là chữ giây phút hiện tại. Khi nói đến giây phút hiện tại, lập tức tâm trí liền kết nối với giây phút quá khứ và giây phút tương lai. Nhưng thực ra, giây phút hiện tại về mặt diễn đạt cũng không có thực, vì ngay khi nói là đây là giây phút hiện tại thì lập tức giây phút đó đã trở thành quá khứ mất rồi. Thêm nữa, hiện tại được làm bằng quá khứ và tương lai. Mà quá khứ là cái đã qua, tương lai là cái chưa tới. Cả quá khứ và tương lai không thực tồn tại, do đó cũng không có cái giây phút mà mình gọi là hiện tại. Chỉ có giây phút đang là. Đang là. Đang là. Đang diễn ra mà thôi. Khi ta có thể an trú được nơi giây phút đang là, ta sẽ nhận ra có một chiều không gian nằm ngoài chiều kích của không gian, thời gian mà ta đang sống, quy ước với nhau. Càng an trú vào giây phút đang là sâu sắc, ta càng nhận ra rất nhiều vẻ đẹp linh thiêng, nhiệm màu mà sự sống đang biểu hiện. Ta sẽ cảm nhận một niềm vui của sự tĩnh lặng, thuần khiết và trong sáng. Ta thấy được rằng ta chính là suối nguồn của niềm vui và hiện hữu đang tuôn chảy bên trong chính ta. An trú vào giây phút đang là, ta thấy mình dần trở nên không gian rộng lớn mà bên trong nó mọi việc đang diễn ra, đang xảy ra và không có một chủ thể nào đứng đằng sau chi phối hay điều khiển. Giây phút đang là không phải là những tình huống đang xảy ra, mà là không gian đầy tính nhận biết đang ôm trọn tất cả những tình huống đang xảy ra trong đó. Khi ta càng trọn vẹn nhận biết những gì đang xảy ra nơi giây phút đang là cường độ mạnh, sâu, thì ta sẽ nhận ra bên trong ta một sự thức tỉnh lớn. Sự thức tỉnh lớn nơi thực tại, và sự thức tỉnh này lớn đến nỗi ta có cảm giác dường như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, mặc dù ta vẫn đang thức. Một sự tỉnh thức với cường độ mạnh đến nỗi không có khoảng trống cho tâm trí xen vào. Chỉ còn có sự trọn vẹn nhận biết, đang nhận biết thực tại và nhận biết chính nó mà thôi. Ta bắt đầu nhận biết về con người chân thật của chính mình nhiều hơn. Con người tự do và vượt thoát tâm trí suy tư cũng thường hay chi phối đời sống của chúng ta.